Ơi. 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 Lý học viên anh con rồng ơi. À. Đi. No, em muốn hồi báo anh luôn. No, no. Đi ngủ hen. Chú. Ê, mấy đứa. Hồi tối mấy đứa có nghe tiếng gì không? Nghe giống như có một con tăng nó vô nó càng phá nha mình vậy. Nghe giống như có cái gì nổ cái đùng nữa, giống như cái gì đi quất xuống à. Ờ mình xuống nhầm cái chỗ rồi. Cái nhà này tốn mượn ông bố lý bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền để sửa sang lại không lẽ nhà. Oh my god. Chôm được vài quả táo. Vụ gì xảy ra hả? What the hell? Ôi nay Fury, mày làm What? Sao vậy? Trời ơi. Nó phá nát cánh cửa nhà mình luôn rồi. Trời ơi thanh niên. Ôi thanh niên nay Fury lâu ngày mới gặp lại. Trời ơi. Quay vô không có gõ cửa đàng hoàng tử tế. Trời ơi. Cái đùng nhà mình ơi. Nó không tin được luôn. Chắc có gì á. Ok để Nai Fury. Nghéo thôi. Ủa lâu quá không gặp rồi các bạn. Còn cái cửa Fury kìa mọi người. Cái cửa đang đi trên một cuộc hành trình về phương đông của mình. Tiện thể đi ngang qua đây nên ghé qua thăm mọi người. À nó thăm mình thôi nha. Thôi nó qua thăm thôi. Nó chỉ là đục nguyên cái lỗ nhà mình bà thôi, chứ mà nó mà chứ nó mà muốn phá là thôi rồi luôn, nguyên cái nhà mình là nát bấy luôn rồi các bạn ơi. À, lâu quá không gặp cậu lớn lên nhiều đấy. À, thật ra tôi đến đây để báo cho một người biết về một việc cần đề phòng. Cái chuyện gì vậy? À, trong cuộc hành trình của mình thì tôi có nghe rất là nhiều con rồng khác kể về việc lý do tại sao chúng tôi bị săn bắt như vậy. Chuyện kể là trên vùng đất Viking này tồn tại ba trái tim đại diện cho ba nguồn năng lượng: lửa, bóng tối và sự bất tử. Nếu ai có đủ ba trái tim trên và thực hiện nghi lễ hóa rồng thì họ có thể sở hữu một nguồn năng lượng lớn nhất thế giới. Ba trái tim sao? Hình như ông Bully có sưu tập những cái thứ đó. Sao? Các bạn nói là đã có người tập trung đủ ba trái tim lại rồi à? Thật không thể tin được. Các bạn hãy tìm ông ấy ngay. Chúng ta không thể nào để mọi chuyện tiếp tục như thế này. Ông Bully sao? Ông chỉ là người sưu tập những trái tim thôi. Bọn tôi nghĩ ông là người tốt. Các bạn hãy cứ đi đến nơi của ông trước đã. Ok, và bây giờ mình sẽ qua nhà ông Bully hỏi cho ra lẽ thôi các bạn ơi. Ôi Bully ngáo đá mà hổm dài là mới ngủ có mấy tuần mà ở này thành mùa xuân hết rồi. Hoa nở rồi màu mè vai. Qua nhà ông Bully thăm ơi. Ui. What? Quẹo. Hình như có gì đó nó không gì nó khác khác sai ta. Hoa hơi nhiều và sao hôm nay mình thấy trống vắng nha. Cái cảnh này giống cái cảnh mà kiểu mình đầu tập một chào nè. Tao đồ mình chết rồi. Chiếc thuyền ở đây đâu? Ủa chiếc thuyền nó mất tiêu rồi. Cái nhà của ổng cũng đâu mất tiêu rồi. Ông Bully đâu rồi? Ủa ổng bê nguyên cái nhà ổng đi luôn hả? What? Wow. Nhà này khó nha. Trời ghê ơi, nha. Chú lại lòi đít nữa rồi. Sao bơ vơ thế này? Theo em nghĩ thì ông Bully ổng đâu rồi trên đây? Nắm. Cũng rất biết. Ổng ôm trọn cái bộ sưu tập của ổng chuồng rồi sao? Ổng dọn nhà đi mà ổng không báo cho mình một tiếng không sao ta? Làm gì mà đi mà gấp dữ? Hay gì tối em nghe tiếng lùng xùng lùng xùng giống tàu chạy vậy. Mình giúp ổng nhiều mà. Bộ ổng bê nguyên cái nhà ổng để anh tàu chở đi luôn hết ta. Mình chưa kịp trả nợ cho ổng nữa mà. Trời ơi sao ổng đi mất tiêu rồi. Có khi nào như lời của Nai Fury nói là ổng là
đang muốn thực hiện nghi lễ hóa rồng không ta? Không, bây giờ chúng ta phải về nói chuyện với Night Fury để tìm ổng thôi, để hỏi rõ chân tướng sự việc thôi. Okay. Chứ như cái này thì mình rất là nghi ngờ. Rồi. Biết đâu là ông Bully đã thực hiện một cái âm mưu đen tối vậy sao? Wow. Về thôi, về hỏi Night Fury thôi. Mình sẽ nhờ Night Fury và đi kiếm ổng bằng cái mũi thính của Night Fury. Thì Night Fury mình biết là có một cái mũi rất là thính, có thể tìm thấy mọi người. Okay. Ok, ta sẽ nói chuyện với Night Fury nào các bạn ơi. Yeah, ông ấy đã biến mất rồi. Ôi trời, vậy bây giờ mọi người hãy leo lên lưng của tôi với cặp mũi thính của mình. Tôi sẽ dẫn đường cho các bạn đến nơi trú ẩn của hắn. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ông Fury thôi các bạn ơi. Creeper, đánh đi chơi, đừng cho má nha mình. Oh wow, không khóa được, may mãi. Hên quá, rồi bây giờ chúng ta nên chuẩn bị hành trang rồi chúng ta nên đi tìm ông Bully cho bằng được thôi các bạn ơi. Ok. Để okay. Mình sẽ cởi con Night Fury và gì tiến hóa cha. Không đẹp vậy. Không đẹp dữ vậy. Night Fury mà trời ơi. Á chết rồi. Đỡ quên cái hàng rào cái gì. Trời lộn. Cờ lời gọi tê. Không có gì hết. Lẹ đi tìm ông Bully thôi mấy bạn ơi. Ôi trời tối quá rồi. Trời cố lên. Điên nóng rồi còn ngồi ngắm con rồng Night Fury của anh làm gì. Trời rồng này anh nuôi mà. Em cũng nuôi nó lâu lắm chứ bộ. Đi đường nào. Ok và bây giờ anh ngửi sẽ đi theo gì anh ngửi cha. Quên. Ngửi đi. Anh Nai ngửi đi. Ngửi. Anh Nai rồi kêu anh Nai ngửi thôi. Anh Nai anh này muốn bay đi đâu anh đi đó chứ giờ anh đâu biết đâu. Này chắc đi đến sáng luôn quá. Mà. Ok vậy giờ chúng ta hãy bay thôi. Ok. Của Night Fury thì ở đây là có mùi của cái ông Bully. Night Fury đã ngửi được mùi của ông Bully ở đây và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc hành trình khám phá âm mưu của ông Bully này thế nào thôi các bạn ơi. Em bị té. Ê khoan, từ Night Fury đang định làm cái trò mèo gì vậy? Rồng mà định làm trò mèo gì đây? Mình sẽ cột Night Fury lại. Con chuối đang định làm trò mèo gì? Anh cỡ húi đang làm gì đây? What? Không có vậy chứ, chết luôn. Cho nó ngồi xuống rồi, em không có mang dây theo. Anh có mang nè. Có luôn á. Nè, lại đây. Okay. Trời ơi, anh chuối là chuẩn bị rất là chu đáo. Có con ma cây kìa. Cái gì vậy ba? Chạy, tôi còn chưa chết. Ghê. Đánh chuối cân tim. Ôi, cây mà gặp lửa là xác tỉnh rồi. Đây là ai? Mình cũng chưa gặp nó bao giờ luôn, rồi nó té xuống vực rồi. Em cột sao đây? Nó té xuống vực luôn. Yeah.
té xuống vực. Ê, chết rồi, anh cờ húi. Hả hả, sao? Con rồng quá chạy. Gì, em làm gì vậy? Em tính cột chung vô luôn mà không phải cột chung vô được. Wow, lên nó kìa. Wow. Nè, anh có cái này nè, anh có cái này nè, nè. Trời ơi, mưa gió. Trời trời, gì ghê vậy? What the fuck? Cái này là đang báo động cho một cái điểm gì đó không lành đây. Oh man. Có gì sắp xảy ra. Ghê vậy. Ok, bây giờ chúng ta hãy tiến sâu vào cái cây cầu này thôi. Chỉnh lại sao coi. Wow. Ê, sao ra nữa vậy? Cái gì nữa vậy? No. Giống như con giữa cửa vậy. What the... Ủa nó là người cây mà nó tự mọc lại được á. À được rồi, để thôi đi, để đi không mấy đứa ơi. Ồ má ơi, cái gì mà sấm chớp linh tinh hết vậy? Ủa sao có con gì kìa? Ripper. Ủa anh bắn vậy cái cầu trúng lửa có cháy cầu không ta? Em không nghĩ là nó cháy cầu đâu. Anh thấy cái còn một cái con nào đó ở trong đó ghê quá. Nhìn bên cầu kia quá trời luôn rồi. Nó hiền không? Ui Saki, ui Saki gì vậy? No. Đánh mà cho hành sắc ra luôn. Ây da. Có hai cây cầu. Có hai cây cầu. Cái cầu nó đem quá cho người luôn kìa. Ủa nó làm cái gì đó vậy? Anh cẩn thận ơi, trong đây cái hang động của con này rồi. À, một bên hướng này đi thẳng. Một bên rất là nhìn rất là an toàn, một bên nhìn có vẻ được canh phòng rất là cẩn thận. Bây giờ thì có. Ơ trời, rất là đáng nghi. Ôi nóng chứ dạ vậy. Ê cẩn thận con, sao? Sao? Nó hồi sinh rồi. Ê. Thôi thôi, đi đi, rồi vậy là mình bắt buộc phải đi đường này lẹ rồi. Ổng thôi, có con kia nó đánh mình gớt xuống cầu bây giờ. Ôi trời ơi. Chú qua đây, để anh tăng cho, để anh chúa tăng cho. Cố lên anh cờ húi. Mà. Trời ơi, chết đi. Rơi xuống vực, ôi trời. Cái đường nó hẹp quá anh ơi. Không sao, để anh chúa tăng cho. Mình không có gì phí lúc tư luôn rồi, wow. Chỉ tới em kiếm đồ ăn đã. Trời ơi, nó không có gì tư luôn. Sao một đám Viking này thế này. Ghê vậy? Anh chuối châu không vậy? Không? Ao. Trời ơi, nó phi như thánh vậy á. Ủa sao nó đánh mình không? Nấm ơi, cho tí táo. Nấm ơi, táo. Make it rain. Táo. Ui giời ơi, đau quá. Trời ơi. Ok. Lên. Lên thôi. Nó đông quá. Đông lắm. Đẩy nhau đi. Té đi. Em không nghĩ là rớt xuống mà nó sẽ thôi cẩn thận đánh trúng. Ôi trời, em đánh trúng chuối rồi. Sao. Đi ra, mấy đứa bắn cung đi để anh tăng cho. Ôi em không có cung mà bắn nữa. Có không? Ôi thằng nào bắn mình vậy? Nè. Chết mày nè. Nó bắn cung quá trời luôn, phi tiêu. Chết nè. Chết té đi nè. Con Viking này có ý đồ gì đấy? Này giống người không cách bận đòi của ông gì ha. Cô ly nè. Đúng rồi. Ê đứng bắn chứa thằng. Ê zombie. Dâm. Ôi nó chết rồi. Nấm ơi, no. What the. Nấm ơi, nấm té núi rồi sao nấm lên nấm ơi. Trời, cái cung lửa anh không có tác dụng, trời mưa. Nấm dịch chuyển nó xuống lên. Lên chỗ anh chuối đi. Vào. Dịch chuyển lên chỗ anh cờ húi. Để anh tăng lo. Ôi có một con bự quá à. Tụi ba cẩn thận. Cẩn thận. Ui. Chú không sợ mày đâu, anh chú là một chiến binh dũng cảm. Ôi. Dở mới cờ húi. Ý. Té. Yeah. Chú sẽ đánh nó gớt xuống. Ây da, thật. Mình đã lên được rồi. Cẩn thận nó rớt xuống. Ui. Ây da, anh liền nóng máy lên được rồi. Ồ, nó rớt ra vi tiêu kìa. Đây, em có vi tiêu rồi. Ủa, vì sao? Wow. Dây. Phi nè. Em có vi tiêu rồi đấy. Trời ơi, mỗi lần phi có 2 máu à. Ném vi tiêu kìa. Mỗi lần phi có 2 máu à, trời. Ôi. Vì chúng anh chú nấm đứng đó nó bị tiêu cho vào mặt là té luôn á. Rồi nó đầm vai. Ây da. Ta cứ đánh cho nó gớt xuống là được rồi. Ok con gì. Ok. Đánh cho nó knock back lại. Ơi con nó bự quá à. Sau lưng anh kìa.
Để đánh anh không à, để anh ta ăn. Trời ơi, chuối à, cưng tim. Ây 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 Chí. Đứng xuống mày. Đó, trời. Đứng xuống hết đi. Con bự. Cho nó bay xuống. Tiễn nó đi, tiễn. Nó bay xuống luôn, nó rớt xuống. Trời ơi, ây à. Rồi nó đây rồi. Mày ở bưởi. Rớt vi tiêu kìa. Ghê. Ủa nó lụm được đống vi tiêu luôn. Chiu. Anh chuối hả? Anh chuối không biết cái gì luôn, đánh mà xây sống mắt mày luôn. Ok, chúng ta vô một cái hang này. Hang này là gì đây? Wow. Ủa sao máu không vậy? Ủa có quái vật rồi tùm lum nữa. Holy shit. Trời ơi. Ủa sao có ông Poly đứng ở đằng kia kìa? Ủa mấy đứa, mấy đứa. Cẩn thận. Ơi, quái vật quá trời luôn. Cẩn thận đừng đánh bằng nó. Đang định làm cái gì đây? Ồ, để anh sẽ nói chuyện với ông Bully coi. Ổng đang cầm một cái cây gậy, ổng đang định làm một cái gì đây? Trời ơi, ổng có nhốt mấy con rồng ở đây luôn kìa. Đơn Bully đang định cái làm cái trò mèo gì đây các bạn ơi. Lên đây Jenny ơi. Ok. Hello Bully. Là những ân nhân của ta đi sao? Wow, rất vui được gặp lại. Bully, ông đang làm gì ở đây? Bully sao? Bọn ngươi vẫn tin đấy là tên thật của ta sao? Lũ người ngu ngốc hãy quỳ xuống trước đấng tối thượng của các ngươi, tu sĩ. Agnosia sao? Không lẽ ông là tên tu sĩ phản bội đã ra lệnh giết hết đồ gọc để thu thập máu? Biết thế nào còn phải chưa quỳ xuống. Với sức mạnh của ta bây giờ chỉ cần một cái bút tay thôi là các ngươi sẽ tan biến. Oh my god. Tên độc ác, ta sẽ trừng trị ngươi. Chiến đấu ơi, 500 anh em ơi. Ơi. Thằng Bully nó kêu quá. Ây da. Em cần ăn táo. Tên Bully này. Ây da em. Phải cho ổng thực hiện ý đồ đen tối này được. Chết đi. Oh my đây. God. Trời ơi. Anh chuối. No. Ok. Anh chuối có táo vàng. Nấm. Tăng đi, tăng rồi nè, nấm bắn bọn kia đi. Cố lên. Không tiếp. Không tiếp cận được bọn nó. Ơi. Chết đi. Chết đi. Trời ơi. Ui. Ơi Bully ông biến thành con rồng rồi. À, ghê quá vậy. No, em muốn hồi máu, em muốn hồi máu. No zone nha. Trời ơi, bự quá vậy. Để em xông vô. Ghê quá. Ơi. Em có tác diện. Trời ơi, anh ở sai gì vậy. Ê. Quá đạo quá vậy. Ủa nó đang bắn ai vậy? Đây. Bắn hoài không dính mình. Ông biến thành rồng rồi, ghê thiệt. Ồ, có tác diện là mình được miễn nhiễm sát thương lửa. Ôi. Trời sức mạnh đó mày. Lên solo ổng ơi. Mạnh đó mày. Mạnh đó mày. Thằng phản bội, mạnh đó mày. Trời ơi. Đi theo là toàn một mình quấn, mạnh đó mày. Ôi giời. Con cơ hó. À không, con rờ ông, con rờ. Con rờ. Ây, ây da, ây da. Au. Âu, ây, chiu. Đó, rồng cũng bị lửa hả mày? Mày ở đâu? Bao ngày, mày ở đâu? Ông tiếp tận tôi thì ra là vũ trụ của tôi. Vậy các bạn không nên tin người. Believe people. Qua mắt kiểu. Úi dồi ôi. Ây. Ây. Một kho báu nhỏ. Mình đã tin đời của ông. Ôi, Godzilla chết rồi. Trời ơi, biến thành Bully bình thường rồi bạn ơi. Wow, để coi ổng có hấp hối gì không. Còn lời cuối được không? Không thể nào.
Tại sao ông phải làm điều này? Ừ. Tại sao ư? Ngươi có biết cảm giác khi nhìn thấy thứ mà ngươi yêu quý bỏ công sức ra nghiên cứu mà chính là thủ phạm giết chết gia đình của ngươi hay không? Ý ông là? Ý ông là đúng sao? Đúng vậy. Gia đình ta trước đây đã bị sát hại bởi loài gồng. Ta chẳng quan tâm cái gì. Thứ sức mạnh vô nghĩa kia, loài gồng không được tồn tại. Đó mới chính là mục đích của ta. Ồ. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng chúng tôi nghĩ đừng vì một chút nóng giận mà tiêu diệt toàn bộ đội rồng. Dù, cái gì vậy? Dù có làm điều này, cái nào đang bị thốc kìa. Dù có làm điều này đi nữa, thì cũng không làm cho gia đình của ông sống lại được đâu. Ta không cần biết, ta đã phục thù được rồi. 69 con rồng đã chết dưới tay ta. Nếu người thân của các ngươi bị giết thì chính các ngươi cũng sẽ như ta thôi. Thì ra là ông này ôm hận mà chết các bạn chết ơi. Rồi cuối cùng thì ông cũng đã chết rồi. Bully các ơi. Bạn nghĩ sao về cái hành động của Bully thì các bạn hãy comment bên dưới cho ý kiến của các bạn về cái sự việc mà ông Bully đã làm để cùng mình biết. Và mình cũng xin thông báo là cái tập này là tập thứ 30 rồi, thì đây cũng là tập cúng cùi cuối cùng của season 1. Mình thông báo là season 1 nha, tức là phần đầu tiên của series Bí Kíp Luyện Gồng sẽ tạm dừng tại đây. Thì nếu bạn thích hãy để lại một like, một share để ủng hộ cho mình. Có thể là tụi mình sẽ suy nghĩ ra những cái ý tưởng hay để làm cái season 2 được hay hơn, cốt truyện được hay hơn, rồi bài bản hơn gì đó. Ok, và đừng quên qua channel của Jenny Sprite ủng hộ cho Jenny, Rumbon Sprite ủng hộ cho Rumbon, và Us Banana Sprite ủng hộ cho Us Banana nha. Yeah. Ok. Yeah. Xin chào, hẹn gặp lại. Ow. See you and high five. Ow, quên. Có thể là season 2 có một sự góp mặt của những người khác đó các bạn. Ok. Hồi hộp chưa? Hấp dẫn chưa? Yeah. Không quên. Xe video ủng hộ cho team Up Loop nào. Creeper. Yeah. Bye bye. Bye bye. Ok, nó tích lại vậy, để lại một like và nhớ đăng xem tập tiếp theo. Bye bye.